Tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng đã tổ chức lễ khởi công dự án trung tâm hành chính, quảng trường huyện Đức Trọng. Tham dự lễ có ông Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ngành liên quan. Dự án quy hoạch trung tâm hành chính quảng trường huyện Đức Trọng được xây dựng trên diện tích hơn 232 ha, tổng mức đầu tư hơn 693 tỷ đồng. Với 10 hạng mục gồm trung tâm hành chính huyện, quảng trường, khu dân cư, bệnh viện chất lượng cao, trụ sở cơ quan công an, tòa án, viện kiểm sát, trường cấp 3, trung tâm y tế, công viên cây xanh, nhà máy xử lý nước thải và nhà thiếu nhi huyện. Trong đó, dự án nhà thiếu nhi đã khởi công trong tháng 10 năm 2022. Hai khu chức năng khởi công tháng 2 năm 2023. Đối với hạ tầng giao thông, dự án được thiết kế 37 tuyến đường với chiều dài 16,6 km. Theo kế hoạch, đến năm 2025, dự án hoàn thành và đưa vào hoạt động. Phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Trần Văn Hiệp nêu rõ, dự án giao thông, hạ tầng kỹ thuật, khu quy hoạch trung tâm hành chính và quảng trường huyện Đức Trọng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng xác định là công trình trọng điểm của huyện Đức Trọng, nhiệm kỳ 2020-2025, với mục tiêu phát triển Đức Trọng trở thành thị xã giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Ông Trần Văn Hiệp đánh giá cao nỗ lực quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền địa phương đã hoàn thành tốt các thủ tục, kịp thời đưa dự án vào triển khai. Đây là công trình rất quan trọng, góp phần đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, tạo cảnh quan đẹp và mỹ quan đô thị đặc trưng cho thị trấn Liên Nghĩa, đồng thời tạo quỹ đất để tổ chức đấu giá hơn 1.300 lô, thu ngân sách khoảng 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Hiệp đề nghị các ngành của tỉnh tích cực phối hợp với huyện Đức Trọng giải quyết tốt hồ sơ thủ tục liên quan, nhất là đấu giá quyền sử dụng đất, kêu gọi thu hút đầu tư, tạo nguồn lực để dự án triển khai đúng mục tiêu và tiến độ, đồng thời tiếp tục tuyên truyền để người dân trong vùng dự án hiểu rõ, đồng thuận chính sách bồi thường, hỗ trợ bà con tái định cư của nhà nước để bàn giao mặt bằng cho dự án. Đối với các đơn vị thi công, đặc biệt tuân thủ các quy định pháp luật về tiến độ, chất lượng và an toàn lao động trong triển khai. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Đức Trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, sẽ quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, thường xuyên bám sát dự án với quyết tâm cao nhất để công trình hoàn thành theo kế hoạch, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương nói riêng và tỉnh Lâm Đồng.